ba chỉ. Đó giờ có nghe ba thịt ba chỉ chưa? Ba chỉ ba rọi thì cũng nghe nghe đầy rồi. Ba chỉ là hình như ở miền Trung chứ hả? Như vậy. Miền Trung kêu ba chỉ, mà miền Tây hoặc là miền Nam mình kêu ba rọi đúng không? Ừ. À. Như chỗ kêu thịt ba khúc. Ba khúc là thịt diện phần. Thì nói sao bà bán nó hiểu là được rồi. Lấy tôi miếng thịt heo ba khúc. Tôi tính như nè, không có luộc ăn nữa. Ừ. Mà là tôi cắt làm hai nè, nướng tảng luôn. Nướng tảng thì quá ngon rồi. Nướng tảng nguyên một tảng vậy đó, là nướng bắt đầu cái là mình khi nào mình ăn cái bắt đầu cái mình sắc ăn thôi. Quá ngon luôn rồi. Được không? Đúng rồi. Chứ giờ mà ông bây giờ muốn nướng cái kia hồi mất công ông lật qua lật lại về cái này nó cực lắm. Nướng tảng nó ngon hơn. Ok. Để tôi ướp hề. Anh ướp đi. Em chia sẻ một bí quyết nướng rất là ngon luôn, liên quan đến tất cả đồ nướng. Mọi người nên áp dụng chiêu này, ăn rất là ngon luôn. Cá nướng, thịt nướng, hải sản nướng, nói chung là mọi người đã nướng là mọi người nên áp dụng chiêu này rất là ngon luôn. Nướng là áp dụng đó hả? Đúng mà. Mọi người cứ bỏ nướng như bình thường đi. Khi nó gần chín á, mọi người chỉ cần phù phép cho một cái chiêu này thôi là ok. Phù phép à? Ừ. Đồ nướng mọi người rất là thơm, rất là ngon luôn. Hồi là nó bật lửa nó cháy lắm đó nha. Sau khi mọi người nướng cảm giác nó chín rồi đó, mọi người sẽ cắt chanh và vắt vô, vắt đều lên hai mặt. Chua sao ăn? Ăn rất là ngon luôn. Chua sao ăn? Hơi bị ngon luôn, ăn thử đi, không có chua đâu. Cắt chanh đúng không? Đúng rồi. Này là rất là ngon luôn á. Đó, mọi người sẽ cắt chanh, mọi người vắt đều lên hai mặt. Đó. Khi mà đi nướng mọi người đi dùng chiêu này đó, đúng rồi đó, cứ vắt đều lên mà. Cái gì chua xoan trời. Không có chua đâu. Chua trời. Mở nó này. Đang nóng rồi này, bắt lên là nó sướng nè. À, rút rồi đúng không? Ừ. Cái nó khô khô tí bắt đầu đúng rồi. 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 Rồi mọi người canh, mọi người lật cho nó khô khô ráo ráo xíu là ok rồi. Thế là cái điểm mấu chốt liên quan đến đồ nướng phải bắt chanh. Ok. Nó ráo nè, bây giờ anh ăn thử đi. Đó, biết tới giờ ăn từ bật cho anh ăn luôn đó. Tự bật luôn hả? Chín chưa trời? Chín rồi, màu này màu chín rồi. Cắt không có máu là chín rồi. Ồ. Ê, mà sao nhìn những cái miếng thịt nó ướt át dữ ta? Ừ. Cho nên bao đồ nướng, mọi người phải bắt chanh vô nó mới ngon được. Nướng cá, nướng thịt, nướng cua, nướng ghẹ, nướng đồ phải bắt chanh vô. Mà thơm thiệt nha. Hay do mình gia vị mình ướp ta? Một phần là như vậy. Thử nha. Ừ. Mà chừng nó cháy á. Nó mềm không? Ê mà nó ngon lắm nha. Ừ. Nó vừa chua chua mà kiểu mặn kiểu như là cái này là ông không cần phải gọi là mà thêm nước chấm cái gì hết trơn á, ngon cực kỳ luôn. Đó. Ê ngon lắm. Rồi ok. Ừ. Đó chia sẻ mọi người, đầu tiên luôn á. Nướng mọi người nên cho chanh, bắt chanh vô. Đúng rồi. Là đồ nướng mọi người ăn rất là ngon luôn. Tuyệt vời. Đó, cuối tuần này mọi người có thể áp dụng thử nha. Nhớ đăng ký bật chuông, hẹn clip sau.